Vâng, hôm nay cơ sở Trung Kiên lại mời em lên review đính chính lại chiếc xe Kubota này các bác nhá. Vâng, và lời đầu tiên thì Lê Tuấn không quên xin chúc cả nhà cùng toàn thể tất cả các bác máy cay đến mọi miền Tổ quốc thân yêu của Lê Tuấn một lời chúc sức khỏe và một lời chào tràn đầy phúc trong cuộc sống, làm ăn cập nhiều may mắn. Và hôm nay em lên thì với một không khí trời rất nắng các bác nhá. Tối hôm qua ở đây trời mưa, không biết là ở Tây Ninh hoặc Bình Dương hoặc là Đắk Nông hoặc là ở Long An có mưa hay không, nhưng mà riêng Minh Hưng, Bình Phước, Trân Thành là mưa rất lớn và rất đẹp, rất mát mát. Và để đi vào chi tiết thì hôm nay trước mắt chúng ta là một chiếc Kubota 22 2000 3 máy. Chiếc xe này là hồi đầu năm mở hàng hôm mùng 9 của một người cháu ở Lộc Khánh, Lộc Ninh. Lê Tuấn còn nhớ như vậy, lì xì Lê Tuấn 5 triệu. Là hai bên lì xì cho Lê Tuấn 5 triệu. Chiếc xe này bán giá 55 triệu, chủ nhà lì xì 5 triệu cho còn 50 triệu các bác nhá. Còn 50 triệu. Thì hôm nay chiếc xe này vẫn còn ở đây bởi vì lấy xe này về thì chủ xe là rất còn trẻ, máu một chiếc xe Ford và đã lấy chiếc xe của Trung Kiên và đưa xe này và cáp thêm. Các bác nhá, cáp thêm 105 triệu nữa. Thì chiếc Ford ở đây đã lấy xong. Thì từ Tết đến giờ thì Trung Kiên bán được 2 chiếc Ford và 2 dàn chảo mới lấy về tiếp dàn nữa. Về thì riêng cơ sở Trung Kiên ở đây là từ Tết đến giờ bán 2 cái Ford và 2 dàn chảo. Và tiếp tục thì người cháu ở Lộc Khánh đổi lại chiếc này. Thì bây giờ Lê Tuấn review chiếc này bán cho các bác. Không có các bác này bảo Lê Tuấn này bảo bán rồi, mà tại sao có ở đây là vì người mua chủ xe mua chiếc xe này về nhỏ quá chê, thì nói với mẹ là bù tiền lấy chiếc xe Ford, thì lấy chiếc xe Ford luôn là 155 triệu. Thì bù chiếc này đấy 50 triệu thì chồng cho Trung Kiên 105 triệu. Thì hôm nay chiếc xe này tiếp tục Lê Tuấn lên rao bán cho các bác nào kịp thời ở trong năm mới này. Nói về đẳng cấp một chiếc xe Kubota các bác nhá. Đấy, một đẳng cấp chiếc xe Kubota này như hàng bãi. Đấy, chỉ tiếc rằng chiếc vỏ còn zin nhưng mà lại là nó nhỏ một tí. Chứ nếu như vỏ 11 thì cực đẹp. Các bác nhá, cực đẹp. Thôi thì tiền nào của nấy. Nhưng nói về máy thì các bác không cần chê. Mến chê. Và mến bạc. Đấy. Kubota 2000. Đấy. Các bác nhá, em qua bên này để em giới thiệu cho các bác biết cái mặt là mũi của em nó luôn. Đây này. Đây, Kubota L2000. Đấy. Đấy là thương hiệu L2000 các bác nhá. Thì các bác đã biết rồi. Đấy, và em cho các bác xem coi như là từ lốc máy cho đến từ nắp dầu, vô lăng. Đây này, đây. Rất đẹp, đây, hết rồi, đó, thấy chưa? Và thứ hai là cái bàn thờ ở trên. Đấy. Rồi, các bác coi hai bên kia. Còn zin nguyên đèn, còn zin nguyên bản. Rồi, và chiếc yên của em nói luôn. Quá thế à, đầy đủ. Đấy, chiếc xe này có liền một chiếc ngoặc xịn sò luôn các bác nhá. Tí em giới thiệu ngoặc luôn cho bác. Bây giờ em giới thiệu cái đầu. Đấy. Chiếc xe này còn đúng 50 triệu. Báo cáo với các bác như vậy. Đúng 50 triệu. Đấy, để các bác. Đấy. Đang nguyên luôn. Đang riêng nguyên. Tất cả mọi cái đang còn nguyên thủy. Chưa đông chạm như hàng bãi. Nó nổ mà bịch như chỗ thử luôn. Em với các bác. Như cún con mà nằm ngủ, cực kỳ đẹp. Đấy, không có gì để nói hết các bác nhé, tuyệt đẹp luôn, tuyệt đỉnh trong cả. Để đó cho đến tất cả đăng di nguyên bản của nó, tất cả từ con ốc cho đến tất cả giò gà, giò lái, cho đến trước bánh trước và cho nguyên cái mặt trước cho các bác coi luôn. Đấy, như hàng bãi. Nếu các bác phân tích ra ở hàng bãi và cái dàn lông này, các bác so sánh ở nếu bác so sánh ở hàng bãi Long An thì chiếc Ford này, chiếc đầu này nó 30 mấy triệu, bèo lắm là 35 triệu các bác nhá, nhưng mà chủ nói là 37 triệu, chủ mua về là 37 triệu. Đấy, về nhà 37 triệu, vỏ cực kỳ đặc. Đây, đấy, vỏ 83-2422. Đấy, còn coi như là nguyên nguyên dàn lông nguyên xịn xi của nó.
Đây các bác. Đây. Đại nguyên gì? Không có hề rơi rớt bất cứ một cái gì. Nguyên bản, nguyên đại nguyên kiện. Đây các bác nha. Tất cả hàng đầu mới, hàng bãi mới. Và chủ nhà có nói là chủ nhà mua về nhưng vì đợt Tết chủ nhà kẹt tiền, kẹt tiền đất và kẹt tiền ngân hàng, chủ nhà coi như là cầm bán vội cho trung tiền. Đấy. Chưa nói ở vấn đề cái mỏ các bác đây, tí em đã cho các bác coi cái mỏ không. Đấy. Và bây giờ các bác cùng em nhé, ba máy các bác nhá, ba bộ đây, ba máy. Đấy. Ok, dàn lông y nguyên nhá, chưa chỉnh sửa, không có một cái gì, để trơn lứt luôn, rất đẹp, đẹp lắm. Đây, tuyệt vời luôn các bác, rất đẹp. Đấy, mua về chưa làm thì vì sổ đất cho nên là phải bán ngay, bán gấp. Đấy, xe như hàng bãi, phải nó cực kỳ, các bác khỏi cần phải nổ, phải gì em cam đoan em bao cho các bác luôn 2 năm, có gì em chịu trách nhiệm cho các bác. Đây. Rồi nắp dầu nguyên xi. Đây và đây là em nó. Và đây là vỏ của em nó. Đấy. Có thấy chưa? Chuẩn chỉ. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục em cùng các bác đánh giá về chất lượng chiếc mọc. Chiếc mọc này các bác nhá, chiều ngang là 1m6. Đấy, chiều dài là 2m7. Chiều dài 2m7, cao thì nó chỉ có tầm cái cỡ khoảng 50 phân. Đấy, để các bác dễ, mai mốt các bác muốn lên nữa thì lên, ráo được hết. Nhưng nó tiện cho các bác này, nó có một cái bững nhá. Đấy, cái bững mở ra mở vô cho các bác để. Rất gì tuyệt vời cho các bác. Bác không thích các bác tháo ra, bác thích kéo lên. Đây. Đấy. Và theo rồi thứ hai là số mọc các bác nhá, số này số xịn luôn ạ. Đây. Đây cực kỳ đã được tiện làm rất chỉ là kỹ lưỡng, dàn sexy cực kỳ của xe các bác nhá, dàn của xe ô tô và đã được làm rất chỉ là đẹp. Đây các bác này, thẳng lư chuẩn chỉ. Đấy, hai tầng nhíp, hai ti bên cầu 3 tấn. Đấy, chuyện gì các bác nha. Đấy, bác nào mà đúng vinh dự được cưới em này về thì với cái giá 50 triệu thì em nói với các bác chỉ có làm, còn không lăn tăn gì nhé. Bố con cứ vậy là ngày kiếm một chai là ok. Tháng 30 triệu, 1 tháng trời, 2 tháng trời chăm chỉ một chút lấy lại vốn. Em nói thật các bác, 7, 50, 16. Đấy, rất gì là rất gì là đẹp, lông lá lầm sầm. Các bác nha, đây tất cả mọi cái chi tiết về líp nhíp là một, sexy vỏ đấy và câu đây, và tất cả mọi cái đều vững. Còn là u dập các bác nhá, u dập này, u dập 5 ly hết. Và đây là độ phẳng lư của em ạ. Đây các bác này, thấy chưa? Đấy, đẹp, dày 1 phân. Cái thùng này này dày, đấy, cực kỳ là dày và đẹp. Đấy, để đóng một cái mọc này thì chủ nhà nói là đóng 55 triệu các bác nhá. Đấy, có cái bấm luôn nè các bác. Đấy, 55 triệu. Đấy, 55 triệu. Với cái đầu thì chủ nhà nói là trên 70 triệu. Nhưng bây giờ chủ nhà bán có 50 triệu. Đấy, các bác biết không? Đấy, đây, bỏ. Và đây, nếu bác nào ở xa mà cần, các bác gọi điện cho em sẽ làm việc. Và cuối cùng các bác, em ship hàng về cho các bác với em Kubota này, cực đẹp. Đấy, không còn gì để nói, dày dặn, toàn bộ u dập hết các bạn ơi, u dập. Đây các bạn ơi, đây. Đây. Bạn thấy chưa?
Thấy chưa? Đẹp chưa? Đấy, tất cả mọi cái đều chỉ có 20 phân một đấy. Xin chào. Đây cả. Hai con giống nhau thế. Trời. Đấy. Đấy, em dẫn với hai con Milo. Một con Milo và một con Mila. Con này thì già, con này thì trẻ. Rất vui mỗi lần Lê Tuấn lên là nó chạy ra đón. Và đây các bác nhá. Đấy, đầy đủ, cầu kiến đàng hoàng đầy đủ cho các bác. Rồi, và cuối cùng thì đầu năm mới em đã hoàn tất cho các bác hai em, một em Ishiki và một em Kubota. Đấy. Nếu các bác nào mà máu mà khỏe mạnh nữa thì đang tết nhất thì các bác chơi chơi mau ra phát nữa đi. Ok. Đây có chơi mau ra luôn các bác này. Đây. Đây có chơi mau ra luôn. Đấy, hàng xịn sò đấy. Thằng bãi. Chơi mau ra và Kubota. Và Ishiki. Đấy. Akinawa các bác nhá. Đấy, và em liên sang này cho bác một siêu phẩm phô 4.6. Nếu anh em trong nhà cần xe 4.6 mà vỏ cái 18-430 vỏ sau mới hết các bác nhá. Đầy đủ hàng T7. 4.6 T7 cho các bác. Chiếc này 140 triệu. Em nói các bác vừa mua chiếc đầy đủ và vừa ấy. Các bác nói với anh em nào cần. Còn riêng các bác nào cần hàng nhỏ thì có hàng nhỏ. Hàng cu ngắn, cu dài có hết các bác nhá. Đấy, đầu năm xin chúc chân thành cảm ơn các bác. Các bác nào quan tâm đến em thì hãy đến với em bằng rất cực kỳ là xe đẹp. Bởi vì ở đây toàn bộ xe đẹp và xe rẻ. Em nói các bác cứ đắn đo đi. Các bác một cái Ishiki kia các bác xuống hàng bãi các bác mua. Đấy, nhưng ở đây người ta mua bãi về rồi, người ta độ cho mình hết rồi. Các bác nhá, người ta độ, người ta làm cho mình rồi. Mà người ta chưa lỗ một nửa cho mình rồi. Đấy, như cái đầu Ishiki kia hàng bãi bây giờ các bác mua biết bao nhiêu tiền. Rồi các bác đóng cái mọc, đúng không? Bây giờ giá chỉ có 50 triệu. Rồi chiếc này Kubota người ta cũng chưa lỗ hết rồi. Thì cái đầu 37 triệu và cái mọt 50 mấy triệu. Bây giờ bán chỉ có 50 triệu. Bác thấy không? Đấy, cực kỳ đẹp. Đấy, mà đúng ra là mua về làm nhưng mà thằng cháu nó lại thích là đi xe to hơn và đổi lại chưa lỗ cho Trung Kiên. Thì hôm nay em cũng tâm sự chia sẻ về xe cộ để đầu năm đầu quân cho chúng ta. Một chiếc xe này thì các bác cứ tin tưởng em. Em nói các bác về là chỉ có làm và hái ra tiền. Nhất là các bác cặp sắm một cái cưa đó, các bác đi cắt cây thôi. Các bác chở cái gì cũng được hết. Đấy, ai chở cái gì mình chở cái đó, rất tiện. Đấy các bác nhé. Và cuối cùng thì đầu năm xin chúc sức khỏe các bác mạnh khỏe. Bác nào đang cần thì điện thoại cho em 0394 326 198. Còn bác nào muốn cần Ford lớn, Ford nhỏ, xe lớn, xe nhỏ hoặc Belarus mọc lớn mọc nhỏ đều có hết các bác nhé. Đấy, em chỉ sơ bộ qua. Còn em cũng xin chúc các bác cho em một like. Bởi vì em trên kênh của em là luôn luôn đi tìm cái cũ người ta về làm cái mới cho mình. Để tiếp sức cho em, bác nào đang cần cứ nhấn like, đăng ký kênh cho em. Cũng là động lực giúp em. Thứ ba nữa, bác nào muốn bán một cái gì điện cho em. Em sẽ đến em quay bán giúp các bác. Em bán được cho các bác rất nhiều. Đấy, đầu năm đến giờ là hai người, một người ở Đồng Nai. Các bác nhá, đã bán được chiếc MBZ. Đấy, và ba người cũng đã bán được chảo. Tất cả mọi cái đều bán được hết. Quay la du thật đẹp đưa lại cho em là đã bán được. Đấy, và cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các bác. Nhất là các bác nào có chảo cũ, xe cũ mà không dùng đến, alo cho Lê Tuấn 0394 326 198. Em đến em quay và bán cho các bác. Thế thôi. Rồi các bác cho em tiền cà phê. Không cho cũng được. Nhiều bác bán xong cúp luôn, không cho em. Em xin chân thành cảm ơn. Và cuối cùng em xin hẹn lại video sau.